trong trung tâm Thiện Mỹ Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong cái buổi video ngày hôm nay. Thì hôm nay bên em lại có thời gian làm video giới thiệu tiếp tục tới các bác về cái dòng sản phẩm loe ống đồng, lá ống đồng để phục vụ cho tất cả các bác thợ khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác vào xem video, các bác quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông của bên em. Thì các bác sẽ luôn luôn nhận được những cái thông báo về những cái dòng sản phẩm mà bên em đang phân phối. Bên trung tâm Điện máy Ngọc Mai là chuyên xỉ lẻ phân phối toàn quốc tất cả các dụng cụ đồ nghề, máy xây dựng, máy cơ khí, vật tư thay thế điện cơ, điện lạnh cực kỳ là nhiều. Mẫu mã vô cùng là đa dạng và giá cả luôn luôn là cạnh tranh nhất thị trường. Hôm nay thì là bên em sẽ giới thiệu tới các bác về cái bộ loe ống đồng này. Ở ngoài Bắc thì là các bác gọi là bộ loe ống, còn phía trong các bác ở khu vực miền Nam thì là các bác sẽ gọi là lá ống nhé. Hàng này nó là hàng Valum, hàng công ty này, 100% là hàng công ty, hàng Valum. Mỗi một cái bộ loe này là bên cơ sở sản xuất là người ta có thiết kế là trong một cái hộp giấy này. Đấy, em có bóc hai bộ đây, em có bóc hai bộ đây để các bác được cùng tham khảo này. Khi các bác đặt mua sản phẩm về thì nó sẽ đựng trong một cái hộp giấy như thế này. Đây, người ta đóng gói cái này là một thùng là nó sẽ có 10 chiếc nhá. Mỗi một thùng là có 10 chiếc. Đấy, em có bóc đây, nguyên thùng, nguyên tay hiện là sẽ có 10 chiếc. Bên trong cái thùng này nó sẽ có 10 cái bộ lá ống như thế này. Đấy, em có bóc sẵn vài mẫu đây để các bác được cùng dễ quan sát này. Một bộ là nó sẽ đựng trong cái hộp giấy như thế này này các bác. Đấy, em sẽ bóc một cái bộ này cho các bác. Cái này em lại, cái này phải có cái kéo cắt. Đấy, các bác bóc cái hộp giấy này ra nhá. Các bác bóc cái hộp giấy này ra thì là phía bên trong là các bác sẽ có được trong một cái hộp nhựa như này. Đấy, bảo quản rất là chắc chắn luôn, vô cùng là tiện lợi. Đấy, các bác mở ra là sẽ có đầy đủ này. Đây là loe này. Đấy, và lẹp. Cái mẫu này là mẫu một lẹp nha các bác nhé. Và kèm theo là sẽ có một con dao cắt ống. Con này là con dao 28 này, dao lưỡi cắt 28. Đấy, cái dòng này là rất là ok luôn, dao rất là sắc nhá, sắc ngọt. Đấy, đây là dao cắt này, và loe này, loe lã đây ạ, rất là ok luôn này các bác này. Hàng Valum chính hãng nha các bác. Đấy, đây này, Valum này này, các bác nhìn rõ không ạ? Cực kỳ là ok luôn. Đây là lẹp. Đấy, cái dòng này là các bác sẽ có một lẹp nhé, có một lẹp, rất là ok luôn. Cái sản phẩm này là bên em đã phân phối ra thị trường rất là nhiều luôn. Được khách hàng là phản hồi lại cực kỳ là tốt. Các bác đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ bên em. Thì là bên em cũng xin chân thành cảm ơn các bác trong cái suốt thời gian qua là các bác đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ bên trung tâm Điện máy Ngọc Mai. Thì các bác thời gian trước là có rất nhiều bác là quan tâm đến cái sản phẩm loe này, nhưng mà vừa rồi là nó bị cháy hàng một thời gian ngắn đấy. Rất nhiều bác đã gọi điện quan tâm và đặt hàng, thế nhưng mà bên em là nó bị cháy hàng. Nên là rất là các bác là cũng mong là các bác là hết sức thông cảm. Hôm nay thì là hàng nó đã về tới kho là rất nhiều luôn. Hôm trước có bác nào mà gọi chốt đơn mà chưa có hàng để gửi cho các bác được, thì là hôm nay các bác cập nhật được cái video này của bên em thì là các bác để lại số điện thoại giúp cho em ạ. Để lại số điện thoại dưới video thì là em sẽ trực tiếp alo để tư vấn lại cho các bác nhé. Hoặc là các bác có thể là alo cho em qua cái số 0378487818. Số điện thoại mà em để lại ngay dưới tiêu đề đó ạ. Số đó bên em có cả Facebook và cả Zalo luôn. Các bác muốn mua hàng, các bác có thể là vào kết bạn Zalo với em để thuận tiện hơn trong việc mua hàng. Cũng như là khi các bác đặt mua sản phẩm thì là bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể cho các bác để các bác được nắm rõ, tránh những cái trường hợp mà khi các bác đặt hàng gửi tới nơi mà bị sai mã sản phẩm thì rất là khó cả cho cả người gửi và cả người nhận. Nên là các bác cứ vào kết bạn Zalo với em nhé. Thì cái dòng sản phẩm này khi mà các bác đặt mua thì là bên em sẽ gửi ship code toàn quốc, ship tận cửa nhà cho các bác, trao tận tay cho các bác, và các bác được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng và thanh toán tiền, cho nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, cái mẫu này là bên em bán cực kỳ là nhiều rồi. Có bác nào mà đang có nhu cầu thì là các bác cứ nhanh tay để lại cái số điện thoại cho em thì em sẽ alo để tư vấn cho các bác nhé. Và em cũng xin được kết thúc cái video của em tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ạ.